Hello, my name is Emma. I have been Rudy's teacher for the past couple of months in the CK4 class. Xin chào ạ, đây là cô Emma, là cô giáo chủ nhiệm lớp của bé Minh Toàn và em là Khánh Trang, là trợ giảng của bé. Thì hôm nay cô và em sẽ cùng nhau nhận xét về quá trình học của Rudy trong suốt khóa CK4 vừa qua. Rudy always has a smile and seems very happy to come to class every day, which I really appreciate. He never talks out of turn and is definitely quiet compared to the other students, but that means that he is always respectful and listening, which I appreciate as well. Về phần thái độ thì ở trong lớp, Rudy có một cái thái độ học rất là tốt, con luôn luôn mỉm cười và vui vẻ khi đến lớp. Bên cạnh đó thì về phần thể hiện ở trong lớp thì con vẫn còn hơi chút rụt rè, con thường không có nói quá nhiều cũng hay cũng như là gây mất trật tự ở trong lớp. Tuy nhiên thì cô vẫn thấy được ở con sự tôn trọng và nghiêm túc đối với việc học. Rudy is able to produce words very well, but sometimes has trouble when identifying words when he hears them. So I encourage him to practice his listening and identifying his listening skills. In terms of his sight words, he is still progressing in his use of sight words. Sometimes this requires extra encouragement and reminders from me, but he responds well to the feedback. Về phần vốn từ vựng thì ở phần từ vựng thì cô cũng có nhận xét là từ vựng của con là con vẫn chưa nắm được từ vựng nhiều lắm. Khi con nghe thì cái độ nhận biết từ vựng của con vẫn còn thấp hơn một chút so với các bạn. Vì thế là cô cũng mong con luyện tập nhiều hơn. Và về cách dùng từ thì ban đầu thì Rudy dùng từ chưa có được tốt cho lắm, vì con nghe không rõ và độ nhận biết từ cũng chưa nhiều. Tuy nhiên thì khi mà cô hướng dẫn lại thì con cũng đã thể hiện rất là tốt ở mặt này. Rudy's grammar is coming along very well and he picks up on grammar patterns very well as well. He is sometimes and can be soft-spoken, like I said earlier, and sometimes that means that it's hard to hear him in a class with other students, but when I ask him to speak up, he has great pronunciation, so I encourage him to speak louder and to practice speaking as much as possible, because that's the best way to learn. Cô vừa nhận xét về phần sử dụng ngữ pháp và phần phát âm của con. Thì đối với phần ngữ pháp thì cô thấy là con có tiến bộ về phần ngữ pháp rất là nhiều. Con đã biết cách sử dụng mẫu câu và hoàn thành cả câu như thế nào cho đúng. Bên cạnh đó thì đối với phần phát âm thì như cô nói lúc nãy thì con vẫn còn hơi rụt rè, nên là thỉnh thoảng là cô vẫn không có nghe được ý của con nói. Nhưng cô mong là khi con luyện tập nhiều hơn thì con sẽ phát âm to và rõ hơn. Overall, Rudy is a very honest and kind student, and he is an absolute pleasure to have in class. Tóm lại thì Rudy ở trong lớp là một học sinh có sự thể hiện cũng rất là tốt, con ngoan, vui vẻ, hòa đồng, và cô cũng hy vọng là con sẽ tiến bộ nhiều hơn ở trong tương lai. Thank you.